Xin chào các bạn, trên tay mình đang là một chiếc chuông hình thông minh đến từ Nest, một công ty con của Google. Và chiếc chuông hình này nó rất là thích hợp với những căn hộ Smart Home vì nó được tích hợp với cả hệ sinh thái Google này. Có thể là truyền hình ảnh lên Google Chromecast, màn hình Google Home Hub, hoặc là sử dụng làm camera. Với cái thiết kế nhỏ nhắn, các bạn có thể nhìn thấy ở trong lòng bàn tay mình nó khá là gọn. Nếu mà các bạn sử dụng cái chuông hình này ở Việt Nam thì các bạn sẽ cần sử dụng đến cái bộ chuyển đổi từ 220 về nguồn điện 18V AC xoay chiều. Cái chuông này thì nó sẽ có một cái camera này, độ nét cao, góc rất là rộng, và nó sẽ được lưu trữ miễn phí cloud. Ở đây sẽ là có một cái nút nhấn cộng với một cái đèn nền màu trắng màu xanh rất là đẹp và nổi bật. Mình sẽ thử kết hợp cái Google Nest Hello với cái màn hình Google Home Hub 7 inch này cho các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ ấn chuông thử này. Đó, các bạn có thể nhìn thấy là cái Home Hub của mình đang xem YouTube, nó sẽ bị nó sẽ có một cái thông báo này đè lên này. Đấy, nếu mà nói chuyện thì sẽ ấn vào Talk. Đây, mình sẽ phóng to nó ra. Đấy, sau khi có khách mà ấn vào cái chuông hình này thì nó sẽ truyền trực tiếp lên cái Google Home Hub mà bạn đã cài đặt trước. Và tất nhiên thì nó cũng sẽ báo lên điện thoại một cái thông báo. Đấy, khi một thời gian lâu mà bạn không trả lời thì cái Google Home Hub nó sẽ trở lại chơi nhạc nhé. Bây giờ mình sẽ thử côn lên điện thoại này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là điện thoại mình nó có một cái thông báo này. Mình sẽ ấn vào cái thông báo và ngay lập tức cái hình ảnh của chuông hình nó sẽ stream lên cái điện thoại của mình. Khi mà hình ảnh stream trực tiếp, các bạn còn có 3 cái lựa chọn ở đây. Từ chối trò chuyện với người đang ở trước cửa, hay là mình có thể gửi một số cái thông báo mà đã có nội dung sẵn ở đây. Bây giờ mình sẽ thử đàm thoại nhé. Talk này. Ở đây mình bị gần mic nên mình sẽ tắt âm thanh của cái hút này đi. Nó đang thu cái tiếng của mic này. Alo 123. Alo 123. Alo 123. Như vậy là có thể làm thoại hai chiều này. Ok. Ở cái app chính chủ của cái chuông hình này, các bạn sử dụng cái app có tên là Nest. Đây, khi vào app Nest, các bạn có thể là nhìn thấy là cái giao diện nó hiển thị cái chuông hình là camera luôn. Ở đây các bạn có thể thêm được nhiều cái chuông hình, có thể sử dụng nó như là một cái camera an ninh. Tại đây các bạn có thể là tua lại các cái thời gian trước như việc mình tua camera vậy. Ở tại app Google Home, sau khi các bạn đăng nhập tài khoản Nest bằng cái tài khoản Google thì nó cũng tự động sang cái Google Home này. Các bạn có thể nhìn thấy là có chữ front door này. Đấy, ở app Google Home của mình nó đã có chữ front door. Và tại app Google Home các bạn có thể xem camera trực tiếp bằng cách ấn vào camera ở đây này. Đấy, nó đã chuyển trực tiếp rồi. Và cả tại cái app Google Home này các bạn cũng có thể đàm thoại hai chiều với cái chuông hình này bình thường bằng cách ấn vào cái mic này, có thể đàm thoại luôn hai chiều.
Đó, rất là hay. Và với cái tính năng hỗ trợ Google Assistant thì mình có thể gọi Google Home Hub hay là Chromecast hiển thị ngay camera bằng qua một cái câu lệnh điều khiển giọng nói. Ok Google, show me front door. Đấy, mình vừa đọc cái lệnh là show me front door đấy, thì nó đã lập tức truyền cái hình ảnh từ cái chuông hình này lên này. Hey Google, show camera one. Hey Google, show camera one. Hey Google, show me front door. Đấy, các bạn có thể thấy là mình đặt cái tên con camera này là front door cửa trước, thì khi mình đọc lệnh OK Google, show me front door thì nó sẽ hiển thị lên cái màn hình này. Các bạn có thể sử dụng Chromecast để cắm vào màn hình TV lớn hơn để hiển thị nội dung nó sẽ to hơn. Đấy, hoạt động rất là nhanh và độ trễ gần như là không có. Hey Google, open YouTube. Đó, như vậy là các bạn có thể thấy là đây là một cái chuông hình rất là hay, nhiều tính năng phù hợp với cái smart home. Và cái mẫu chuông hình này hiện bên mình đang bán ra với mức giá là 4,2 triệu. Đi kèm với cái màn hình này thì các bạn có thể mua rời với cái giá là khoảng gần 2 triệu đồng. Đó, nó không hề đắt so với những cái chuông hình mà có cùng chất lượng như thế này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.